sáng mớm đi chợ thấy cái linh non mà nó sống ngon quá cả nhà ơi. Rồi mớm mua về kho lạc, kho trái bằng nha cả nhà. Để chút làm mồi bén cho Việt Nam ăn mới được. Mình bé ít trái bằng các bạn ơi. Để trái bằng mình về nhỏ cháu nó mua cái linh kìa, rồi mình kho lạc. Trái bằng nè. Để mình bé ít trái kìa. Cái này mùa này trái bằng nó cũng chưa có lớn không nữa. Chưa có già. Nó còn non non nè. Trời ơi sao mà cái cụ mốc này. Xa quá chứ. Bằng này các bạn hái coi chừng nha. Ông dữ lắm á. Cái bằng cái ông nó ở lắm á. Nhộn quá. Dịch nữa. Ê. Ê là rồi, không sao. Cũng đây mình. Rồi trái nữa đâu rồi. Bằng này nó bự quá nè, không sao. Dính này, cứ lúc. À hay quá. Hai trái rồi. Trái nữa. Cao quá không tới rồi. Ở đây đây đây. Mình hái được 3 trái rồi các bạn. Cho ngon sức không? Vậy các kho lạc cái này là hết sảy luôn á. Nó chua ngon lắm. Để mình tiếp tục mình hái vài trái nữa các bạn ơi. Sáng mình mới mua cái linh nè các bạn ơi. Cái linh nhảy vô xói luôn đó. Bây giờ mình kho với trái bằng nha các bạn. Giờ mình ớp cái linh nha. Giờ mình bỏ muỗng hạt nêm nha cả nhà. Dằn muỗng bột ngọt thôi. Cái này của hành tím nãy mình thử trước rồi. Ốp cá mà cười hoài. Mình ốp hồ cho nó thấm đi rồi mình kho nha cả nhà. Mình kho với nước dừa. Giờ để mớm chèo lên cây dừa, bẻ dừa mới được. Giờ mình đổ nước dừa vô cả nhà ơi. Cái dừa nó ngon hả? Rồi đợi nước sôi mình để bằng vô nha cả nhà. Nãy Dương Năm đi bẻ. Đi bẻ được 5 trái bằng nè cả nhà ơi. Giờ mình bỏ bằng vô nha. Cái linh mà kho bằng với nước dừa thứ nào mà chịu nổi. Trời nó ngon á. Chèo lên cây bẻ luôn đó cả nhà ơi. Cái linh kho lạc nước dừa bằng bông điển trộn gỏi còn gì nữa mà nói. Đợi nước sôi đi mớm bỏ cá vô nha cả nhà. Nó cũng gần sôi rồi. Nước sôi rồi giờ mình để miếng nước màu vô cho nó màu đẹp nha các bạn. Để muỗng nước mắm đi. Để cá vô luôn nha cả nhà. Cá linh kho nước dừa. Để nó sôi lên rồi mình nhắc được rồi nha cả nhà. Để nó sôi quá rồi cá nó rượu rồi. Thành cá khô rượu luôn rồi. Mình tước con điển nha cả nhà.
để hầu chấm cái linh kho lạc không điển sáng mình mua ngoài chợ nè, nó cũng còn tươi lắm, mới bẻ cũng gần hết mùa rồi cả nhà. Cái này cái linh mà chấm mông điển còn gì nữa bằng, mà con mắm nó kìa mới ngon nữa cả nhà ơi. Đổ ăn xèo bông linh điển là hết sảy luôn đó. Bông linh điển đổ bánh xèo ngon lắm, ngon hơn giá hẹ nhiều. Tôi gặp bạn, hai bạn tao bay được nên là cá linh kho lạc của bạn nãy dân năm đi bẻ gươm muốn đồng là ngon quá các bạn ơi. Giờ mình trộn gỏi nha, mình bỏ thêm nấm mông điển vô cho nó đẹp nha cả nhà. Muốn bắp giấm còn gì bằng cá linh kho lạc. Có linh kho lạc rồi kèm với rau muống bắp giấm là ăn cái gì mà chịu nổi nữa. Nồi cơm sôi rồi cả nhà ơi, giờ mớm chắc nồi cơm nha cả nhà. Chắc nước lấy nước cơm lại.
nay chờ mát mẻ với cả nhà ơi. Chúc cả nhà một ngày hạnh phúc nha cả nhà. Bữa nay mình mua được cái linh về kho lạc với trái bằng, có bông điền điển, bông súng, cải bê dúng rồi cải chờ. Rồi bên đây rau muống mình bóp giấm rồi ăn với cái linh kho lạc, còn gì chịu nổi nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với dưỡng cháu mình. Rồi mời cả nhà ăn cơm chung nha. Mời các bạn nha. Dầm nước mắm riêng miếng bằng nó đi. Không riêng hả? Dầm đây nè. Hỏi chấm nó cũng vẫn chua như thường. Không dầm vô đây cho nó thấm. Con kia con dầm con kia. Sớ lâm cháy lên anh. Chút đi. Trang miếng nước này. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Cái bằng là nấu với cái linh là ăn không còn gì bằng nha các bạn. Còn cái linh nè. Linh non mà. Kèm với rau nữa ăn còn gì chịu nổi. Hết sảy không? Hết sảy luôn. Thử nhé. Còn 17 luôn. Miếng gỏi nha các bạn. Gỏi bông điên điển với bông súng. Nè bởi luôn. Bông điển vô. Chơi gì nè mới ngon. Ăn chăn nó vô. Ăn gì vậy mới đúng cách này cả nhà. Quá gió các bạn ơi, ở đồng mới ruộng qua tháng này gió quá xá gió rồi nè, gió mà chứ biết mà cháy không muốn nổi với nó rung rung chén nè. Mời các bạn rung, nha rung. Nó ngon gì đâu á. Ngon quá, mớm chơi là chén gì luôn nè. Cái linh kho lạc mà nó chua chua nữa nè, cái cay ngon quá. Ngon năm. Ngon. Ăn điển thì mới ngọt nè. Ăn gì ta chửi chết luôn. Rồi các bạn thưởng thức cái bằng với mình nha. Cắm với nước mắm đồng nữa. Mới về một. Bên đây hồi năm rất không tới. Để không? Để đây. Để đây rồi. Để đi. Đúng là ăn với cái bằng không còn gì bằng thì. Nó chua mà nó chua nó có vị ngọt hơn trái me. Trái me chua quá chua. Lần đầu tiên ăn bằng kho này đó. Qua thử rồi. Trái me chua nhai không nổi luôn còn này được. Ngon hơn. Nó bùi bùi. Nó chát chát. Gỏi ngon lắm. Miếng rau à. Cải đắt các bạn. Tàu bay cải đắt. Bông súng này nó non gì đâu mà nó non. Nhúng ở đây nè. Cái mùa này là bông súng là ngon nhất. Nó nhắm nước đó, nó cao. Mập ù súng mập ù nè. Đây có múc chưa? Trời ăn gì nó ngon. Cái linh non nè. Ngon. Hết sảy còn 37 luôn. Ngon với nước dừa nữa. 5 trái bằng nữa còn gì chịu nổi. Kèm thêm 2 dĩa rau nữa. Dòng gỏi nữa. Trời ơi chảy nước miếng nữa. Thấy đồ nghiệp ghê không. Bữa nay mình ăn cơm với này dừa ha. Không đói không. Mỗi bữa mình ăn cơm chiều tối không à. Cái linh béo quá trời béo. Nó mềm á năm, không có xương nữa. Nãy mình sợ xương á. Con cá còn nhỏ. Cá nhỏ còn kho cái này ngon. Lớn mới có xương. Mình chan cho nổi nước luôn. Ăn gì mới ngon. Để coi. Nóng. Chan hầu nước quá. Cạn nước luôn.
thưởng thức miếng cá linh nha các bạn. Cá linh nó đã mềm sẵn rồi, kho vô cái bằng nó chua chua là nó mềm lắm. Chan vô thấp một cái nước nó ngọt. Ôi ồ nó nóng mà nó ngọt. Còn cái bằng này để đây không? Nhai luôn xương luôn, nó lên luôn. Đúng là cái linh ngon à. Trong nước mắm nó chua chua. Cái sáng cay. Là nó rộng oxy lắm, sống ngăn à. Con thấy vậy con mua về. Lấy làm hái ba cái con thúng nè. Nó non gì. Hái gì bập bập vậy. Mình nước nổi rồi mình nó rẻ quê mà. Trời ơi cái cháy này các thiếu bạn gì? Ơi. Cái muốn. Nó vàng. Ừ, cái này cơm cục đó. Năm cháy năm. Ừ. Còn nhóc chứ con. Chưa hết. Ừ. Để con thử cái này. Quá trời cũng cháy ngon nè. Cho nước cơm không? Cho cơm cho mốt. Cho cho. Chạy mồi cái linh là chén cơm ngon. Cái ớt rồi. Thằng kết hà kìa. Lửa nó tát vô đây. Ừ. Cay quá trời cay ớt, dạng cay quá. Nhầm cho nó chua không? Chua lắm rồi con ơi. Đó. Trong cá hả sảy không? Nãy giờ không ăn cái tay dúng vậy nè. Hai anh chàng này ăn hâu cá rồi cả nhà ơi. Giờ mớm múc thêm một tô nữa ở đây. Hai anh chàng này không ăn cơm mà bỏ cơm rồi. Giờ là suốt cá rồi. Cá linh mà ngon quá trời, ăn cá cho ăn cơm mình ăn mỗi ngày cá này luôn. Nhúng cái dao bà dúng quá. Dao này mình nhúng cái này mềm. Mời các bạn nha. Mới giờ lắm. Nè, mình cháy cái gì? Mình giữ nữa. Bây giờ cái đằng 5 chén nước cơm. Tính cho một chén. Ăn về cho nó trên ú. Ăn thêm miếng cá đi. Dễ ăn. Nước chua chua mà nó ngọt ngọt. Ngon quá các bạn ơi. Miếng ớt à. Dâu quất quất. Dâu này đúng tươi luôn. Cá mập quá ha. Nó nhỏ mà nó béo quá. Nó gần hết mùa rồi mà. Cái này cái này là mùa nước này nè, cá bằng nó ngon nè. Rồi nãy vườn năm đi mốt dữ lắm nó mới được 5 trái đó. Chỉ có đâu cái nhỏ nhỏ không chưa bằng tới mùa chân. Nó. Mà không giờ chán. Nó mới có bông mà. Nó nhỏ ăn sống cũng ngon. Ăn sống nó chát. Nãy đừng trái chín nữa nè. Ừ. Để con súng vô. Có ai nhớ quê thì về đây mớm nấu cho cả nhà ăn. Về trễ quá hết cái linh nha cả nhà. Hết mùa bông điên điển luôn đó. Cho bún không ngon. Bún bếp giấm. Năm mới vô con làm cho 5 chén gì ăn mới bắt nè. Đây ăn gì mới đúng là mình ăn cái linh kho lẹt miền Tây. Wow. Cái chén này là nó
hết sảy luôn. Chan miếng nước bằng này vô. Chan nước bằng vô. Rồi gì nữa? Ớt bỏ vô luôn. Ớt bỏ vô luôn, ăn hết sảy trong bầy luôn. Ăn hết hà mới ngon. À. Xin mời cả nhà. Trời ơi, nhỏ cháu nuốt quá trời, các bạn ơi xin mời nè. Các bạn thấy không? Cá này nó nhỏ nhỏ u nu à. Lo cho ổng đang ổng làm ai cho mình chưa có người nào để ý hết. Hết mùa nước nổi đi, vậy năm làm ai cho. Làm mai anh chàng làm ruộng à. Ừ. Thế thì sao? Ừ. Bắt không? Sao? Bắt không? Bắt. Kèm thêm muống bắp giấm nào. Ai nói anh chàng bên đây húp hà. Khao lạc mà nấu ăn như canh gì nè các bạn, nó mới ngon. Bên đây dân năm cũng làm theo. Ừ. Ăn vậy mới ngon. Ăn hít hà rồi cũng ngon. Mình ăn cá linh mình phải cảm nhận từ từ nha các bạn. Đưa nhẹ nhẹ vô. Cảm giác như là nó béo. Nhẹ ốc heo quá. Móm còn đưa nhẹ nhẹ vô. Ừ. Là bông súng là chín rồi. Còn á. Mà húp như chiền cũng ngon, phải rồi húp cho thẳng một hơi á, không phải chiền rồi nín thở. À, mình thở cho ni gùa, cho ni gùa húp chứ mình thưởng thức phải không, mặn mặn chua 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 vừa ăn phải không. Ừ, quá ngon. Cá linh này nuốt chậm cho nó nhanh đấy chứ có xương động gì đâu. Con bự xương á. Ừ, con vật con lớn rồi, có xương con nhỏ nha luôn à. Dạ. Con muốn ngon quá. Muốn bớt giấm là ngon. Mình làm trái bằng nữa nha cả nhà. Bằng ngon quá. Nó gần chín á, nó bùi bùi, nó ngon ngon, nó chua chua. Ăn cái này là nhớ quê hương liền nha cả nhà. Năm ăn muốn không? Được rồi. Chắc nhiều quá. Năm ghiết ghiết lên không? Năm nín lắm rồi. Gào cái gào này cũng ngon chưa? Không biết gào nào nè. Ăn thử coi. Ừ. Biển ngọt không? Ăn với cá linh thôi là gì đó. Ừ. Tỏi cần cơm cái gì này cũng đúng bài, ăn rau cũng no rồi nè. Với cá nó béo béo, mùi bùi béo béo. Ừ. Bữa hổm mà về dưới ăn 1 ký luôn. Xin mời các bạn nha. Ngon quá các bạn nè. Ngon quá. Ngon thiệt không? Ba cháy không? Béo chép. Hồi nãy một nồi rồi, một nồi cá rồi thêm tô nữa, gần một tô nữa. Không mua hết rồi chép. Món nào cái này gì, cái nào cũng được cho anh coi, cái gì cũng ngon á. Có linh mà thôi chứ bần mà rau gì để vô cũng ngon hết, còn gì chịu nổi. Đẹp như này cả nhà ơi. Đẹp như gì dân năm ăn nó mới ngon. Vô. Chưa. Trời ơi, bên đó đói gì vậy? Dữ. Đây có cá linh trong đây nha. Ừ. Đẹp rau mới ngon. Ừ. Vô. Có nó bùi không? Ừ. Ừ. Ngon quá rồi. Nhỏ cháu nó tống cho một người vô nha, chừng 10 phút vậy á. Cá linh kho lạc kèm thêm rau ở nhà với nồi cơm củi có cơm cháy luôn. Có ai thèm cơm củi có cơm cháy thì mời cả nhà ăn nha.
cơm nguội ha, ăn cơm nguội với nồi nóng nóng này ha, còn gì bằng nữa. Có nước cơm kìa. Ăn cơm cái gì? Ăn cơm. Bữa nằm với cơm. Nãy giờ cho ăn cá không? Cho ăn cơm. Gì đó con. Nãy giờ ăn cá quá, giờ ăn cá rồi. Giờ cho ăn nước cơm không? Ừ. Giờ cho ăn nước cơm. Ăn lùa. Ăn lùa. Này mà mình bị mắc mưa ha, đi ruộng đi đồng mắc mưa ha. Vô đó bụng gặp nồi cơm nguội. Với bật cái bếp ga lên nóng nóng này ha. Nước cơm nguội nữa, trời ơi, hấp cái còn gì bằng. Vừa cay, vừa ngon. Ngon quá các bạn ơi. Cái lưng kho lạc ăn thì mới nước cơm. Ngon quá trời ngon. Chén nữa nha. Còn chén nữa đi. Đang bắt. Quá ngon. Ừ, đang bắt. Cũng tiếp tục vậy nha. Mình ăn như năm nãy giờ hết trơn cái gần hết cái thau nước cơm mình nè. Cái nồi này nó nóng quá chứ nãy giờ không có ngồi xử hết cái nồi cá rồi đó. Bạn cháu mình ăn mấy ký luộc cá linh nè, thì mấy hai dĩa rau nhiều quá. Xin mời các bạn nha. Rồi cái nước cũng vàng rồi. Miếng như vậy. Ngon quá ngon. Miếng rau này hả? Thôi con ăn cá đi. Cá à? Ừ. Nằm đó. Rồi, đưa rồi. Ba lần cháu mình ăn mà cái nồi nó hết cái này cái nồi này nữa là chắc ký gửi không? Nửa ký đô người đứa ăn nửa ký đó. Sáng mua 2 ký. Ừ. Nóng mà nó ngon. Mùi gụm. Mỗi lần ăn cá linh là nhớ mùi nước nổi à. Mùi nước nổi lên rồi cá linh mới lên. Ăn từ từ vậy nè, cá mới ngon rồi. Ừ. Bắt đầu. Chuẩn bị. Chuẩn bị. 1, 2, 3, vô. Ăn cá này. Béo không? Béo, cá nhỏ nữa, nấu chưa. Bởi vì chơi gốc cá bự gì ngon luôn. Giờ dẫn cháu mớm đã ăn cá linh khoai lạc với kèm rau với một dĩa muốn bóp gỏi cả nhà ơi. Giờ ăn với cơm nấu củi ngon quá cả nhà ơi. Giờ mớm xin kết thúc video ở đây. Cả nhà nhớ nhấn một like và một đăng ký chia sẻ cho mớm với Dượng mớm nha cả nhà, để mớm với Dượng có động lực làm những video hay hơn nữa nha cả nhà. Mớm xin chào cả nhà. Xin chào.